Ngồi đây uống một ly whisky nhưng lại say em là chính. Whisky được nhắc tới lời bài hát giống như là một thứ rượu làm say tình. Vậy tại sao? Whisky thì phù hợp để thưởng thức trong mọi thời điểm trong năm. Nhưng mà vào những ngày cuối năm, khi thời tiết đã chuyển mình sang đông thì thưởng thức một ly whisky thật là tuyệt vời không? Nhưng điều đáng nói là không mấy ai có thể so sánh được giữa Single Malt Whisky và Blend Whisky. Hãy cùng tìm hiểu thôi nào! Thế nào gọi là Single Malt? Single Malt đại diện nói về cái gì? Single Malt Whisky, whisky mạch nha đơn cất là một từ dễ gây hiểu lầm cho nhân viên ngành FIB vì chữ single. Từ single này không có nghĩa là whisky được làm từ một mẻ chưng cất hay từ một thùng ủ, mà Single Malt Whisky có nghĩa là whisky được làm từ mạch nha từ một nhà sản xuất duy nhất, distillery. Vì vậy, một nhà sản xuất có thể pha trộn nhiều mẻ whisky khác nhau, nhiều thùng ủ whisky khác nhau, nhiều whisky có số năm ủ khác nhau của chính mình để tạo thành một loại whisky nào đó. Và tại Scotland, Single Malt Whisky được trưng cất bằng phương pháp truyền thống bằng bình trưng cất pot still thì mới được công nhận là Single Malt Whisky. Một số tên rượu Single Malt Whisky như Macallan, Glenfiddich, Glenmorangie, Laphroaig. Tiếp theo chúng tôi nói đến là Blended Whisky. Thế nào gọi là Blended Whisky? Blended Whisky hiện chiếm 90% thị trường rượu whisky và hầu hết mọi người đều bước đầu tiếp cận với thế giới whisky thông qua Blended Whisky. Blended Whisky có nghĩa là phổ biến, là whisky được pha trộn từ whisky của nhiều nhà sản xuất khác nhau hoặc là pha trộn giữa malt whisky làm từ mạch nha, mầm lúa mạch và grain whisky làm từ ngũ cốc với nước khác nhau. Canada, Ireland, Scotland, Mỹ có định nghĩa khác nhau về Blended Whisky. Ví dụ, luật của Scotland về whisky quy định Blended Malt Scotch Whisky nghĩa là whisky được pha trộn từ Single Malt Whisky từ nhiều nhà sản xuất rượu khác nhau. Tên Blended Scotch Whisky có nghĩa là whisky được pha trộn từ Single Malt Whisky với Grain Whisky. Luật của Mỹ thì quy định whisky được gọi là Blended Whisky phải chứa ít nhất 20% whisky làm từ một loại ngũ cốc. Grain Whisky thường được trưng cất bằng phương pháp hiện đại là ống trưng cất, có thể trưng cất số lượng lớn, liên tục tạo nên whisky nhanh, nhiều. Vì vậy, Blended Whisky thường có giá rẻ hơn Single Malt Whisky. Chắc hẳn là với những thông tin vừa rồi bạn đã hiểu hơn về whisky rồi phải không? Và đừng quên gặp lại chúng tôi trong số sau để thưởng thức những loại rượu khác nhé. Còn bây giờ, đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Say goodbye!